Khi mà bắt tay vào cái việc xây dựng một cái công trình lăng mộ thì cái khâu đầu tiên là cái khâu đo đạc, khảo sát, thiết kế. Và sau khi đã đo đạc, khảo sát, thiết kế xong thì mình sẽ về nhà và lên một cái bản thiết kế chi tiết, sau đó là triển khai ra cho anh em để sản xuất. Từ cái việc mà lựa chọn nguyên liệu, từ cái việc mà gia công chế tác ở trong nhà máy thì mọi việc đều được quản lý, đều được sắp xếp rất là kỹ, rất là khoa học để đảm bảo rằng mỗi một cái viên đá, mỗi một cái chi tiết của công trình khi làm lên nó phải thật sự là tốt. Anh em lựa chọn những cái khối đá làm sao cho nó tốt nhất, chất lượng nhất, gia công chế tác cẩn thận. Và đến cái việc mà vận chuyển, lắp đặt thì nó đòi hỏi cũng rất là nhiều những cái yếu tố, rất là nhiều những cái kinh nghiệm thì mới làm được một cái công trình lăng mộ đá đẹp. Và đôi khi làm những cái công trình lăng mộ thì nếu như mà cái người thợ và cái người nghệ nhân mà không thật sự là yêu nghề, không thật sự là đam mê thì đôi khi cũng khó mà gắn bó lâu dài được. Tại vì có những công trình các bác yêu cầu tiến độ nó gấp lắm. Đấy, bây giờ cái thời gian mà gia đình anh chuyển các cụ sang nhà mới là ấn định rồi. Thế thì bên Quân làm sao em cố gắng tập trung anh em, tập trung máy móc, tập trung tất cả những phương tiện làm cho anh cho nhanh nhất, nhưng vẫn phải đảm bảo được chất lượng công trình. Chính vì thế mà đôi khi anh em làm ban ngày đã rất là mệt rồi, nhưng mà buổi tối vẫn phải tiếp tục tăng ca để làm sao cho nó đáp ứng được cái tiến độ mà khách hàng đề ra. Nhưng mà cái thành quả cũng xứng đáng lắm. Cái thành quả ở đây đó là cái đánh giá rất là cao của các bác khách hàng. Khi các bác ra, các bác nhìn công trình, các bác thích lắm. Đẹp. Công trình thì đẹp. Bác thấy cái lành... về mặt mỹ thuật đã thấy đẹp rồi đó. Đồ bóng đánh bóng phết kìa. Đánh bóng không băng? Bóng bóng như ngày, cái đá để đánh bóng phết. Vâng. Mà cái công trình này câu ấy làm cái xử lý cái móng này cũng là tốt đấy. Chờ cả bậc lên xuống đây cũng còn đá ấy, ngoài nhà bước. Tức là nó vậy, nó mới cân đối với cái làng này. Và đôi khi các bác khách hàng các bác nói là Quân ơi, sao em có đội thợ làm tuyệt vời thế? Các bạn ấy làm không ngừng nghỉ mà chẳng bao giờ là phải nhắc là làm thế này thế khác. Ai cũng tự ý thức và làm rất là chăm chú, rất là nhiệt tình. Và đặc biệt là các em nó rất là ngoan. Các em thợ của em ngoan lắm. Thì đôi khi mình cũng chỉ biết cười thôi. Tại vì là đối với lại những cái anh em làm với mình ấy, thì bây giờ các bạn đã hiểu mình hết rồi. Và sống với nhau nó rất là chân thành. Thế nên là anh em nó không có cái suy nghĩ là nó đi làm cho mình hay làm thế nào khác đâu. Mà chính làm tốt cho khách hàng là làm tốt cho chính bản thân mình. Tại vì khi mình tạo ra được những cái công trình nó chất lượng, khách hàng đánh giá cao ấy, thì mình mới có cơ hội, mình mới có việc làm những cái công trình khác. Thế nên là anh em luôn luôn ý thức và làm rất là tốt những cái công việc đó. Và mỗi khi hoàn thiện xong một công trình, mỗi khi làm xong một công trình lăng mộ đá thì mình cảm thấy rất là vui, rất là phấn khởi. Chính những cái thành quả đó là những cái công trình lăng mộ đá đẹp. Và cái điều hay nữa là gì? Khi mà mình làm tốt cho các bác xong thì các bác lại là những cái người, chính là những cái người đi tìm việc, đi giới thiệu khách hàng khác cho mình. Thì đấy là cái điều nó còn tuyệt vời hơn. Có những cái lúc mà mình làm mình sẽ không nhìn thấy ngay kết quả, nhưng mà những cái thành quả, những cái sự lan tỏa, những cái điều tuyệt vời sẽ được giới thiệu tiếp. Và nếu như quý vị và các bạn muốn tìm hiểu thêm về các sản phẩm lăng mộ đá thì quý vị và các bạn có thể gọi điện cho em theo số điện thoại trên màn hình. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều vì đã luôn luôn theo dõi ủng hộ kênh của Đá Mỹ Nghệ Anh Quân. Xin chào.